Hôm nay mình sẽ tiếp tục tập 2, mình sẽ trang trí bánh Median Cookie. Median Cookie. Cookie, cookie là khác hay không? Trời ơi, nó không có chét được. Mẹ nó không có chét được mẹ ơi. Chút xíu đi. Chứ mẹ làm nhão thì nó lại chảy ra. À, làm được rồi. Đẹp hay không là do con đó nha. Không đẹp thì sao? Đẹp thì thôi, mình cũng ăn mà. Nhưng mà mình ăn được mà. Ây da, nó bị dẻo rồi. Mẹ chiên sọc. Cái bánh này nó che rồi, có ai lấy ra cái bánh này rồi. Anh Nam mình sẽ lấy cái bánh cuối cùng nhỏ nhất trong thế gian. Xem hình không? Dạ thôi chứ, thôi vậy thôi. Rồi tiếp đi. Bây giờ mình sẽ làm một cái chân của Median. Trời ơi mẹ, nó bị dướng cái sô-cô-la rồi. Bóp ra không? Ra nhưng mà nó bị dướng cái sô-cô-la. Sao đâu, kệ nó đi. Điều. Trời đất ơi, cái đôi giày mà như con chuột nhắt. Rồi xong, cái đôi giày con chuột nhắt. Rồi, mắt mũi miệng cái đầu này. Liếm hoài. Ngon quá. Vì sô-cô-la nó ngon cực kỳ luôn. Cái này con mua ở đâu con ăn? Cái này con mua ở Nhật. Nói này ngoèn, nó không nghe. Cái này con mua ở Nhật, con mua lâu rồi mà chưa làm. Ở Nhật nhưng mà chỗ nào vậy? Ở Universal. Universal đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, xịt nguyên cái mặt. Xịt nguyên một hình hai mẹ con. Đây, tiền tóc lý. Vậy nếu như mấy bạn hỏi nếu mà muốn mua thì sao? Phải qua Nhật ạ? Đúng vậy. Sang qua á. Chết đầy luôn. Mẹ cho con một cái kéo con cắt này ra giống như cái ghê đây. Trời ơi, nó xịt quá quá. À. Cái này làm nguyên cái mặt. Lấy em xịt nhiều năng vô. Lấy cái tâm. Được rồi, lấy cái tâm của đi. Nè, nhưng mà cái này nó nhìn cũng hết rồi mẹ ơi. Hôm nay chị sẽ làm cái con Minion chọc lóc cho đào hồ. Chọc lóc đào. Mình quên làm cái tay rồi mấy bạn luôn.
làm cái tay cũng giống rồi đó, thấy cũng được đó. Rồi hết rồi, như quá làm được đúng con quá. Cái tập 2 đúng là im lặng ghê luôn. Tập 2 đúng là im lặng. Con nói nhiều vô. Tại con chịu nói. Mày đừng có bắt con nói. Nói là không tập trung được hả? Đầu bếp thì ngộ. Đầu bếp là làm không chịu nói vậy. Bị rung. Đầu bếp bị rung hả? Bị rung rồi. Ủa sao kì vậy? Bếp này cho vô thiên đường ẩm thực đi. Giỡn quá. Cho vô học lại. Không được kìa. Mẹ nó không bóp được, con bị dung. Con cắt thử ra, cắt cho nó ngắn lại. Hay là nó hết rồi? Đâu phải, con chưa dùng đến em ạ. Em có dùng con. Đây. Thôi cho anh thử miếng. Thôi, em muốn thử ra. Con không thích học ở trên đường ăn cho. À! Trời ơi, cái đời dài rồi. Đừng biết cái đầu chặt. Mình đang bị xếp chân và một cái bánh mini ở bên tay hả? Được chưa? Ủa Minion mà đúng không? Rồi, coi như hoàn thành một cái hả? Hả chưa mà. Cố lên dân anh, cố lên dân anh, cố lên dân anh, cố lên. Mẹ mẹ, mẹ con bớt vào nó được nè. Con đang muốn cái màu đen, cái màu đen. Mẹ sao mẹ bớt được nè? Tại vì tay con nó hơi bị run. Dùng hai tay. Mẹ, con không có kéo xuống được. Ê. Không có bóp đâu mà, mày làm con mắt giùm con. Con mẹ anh. Mẹ, con không có bóp thì con mắt. Kỳ vậy. Nè, mẹ thấy bóp mạnh rồi. Nó khôn, nó khô quá à. Ủa sao mẹ bớt được con mắt vậy? Thì đó, mẹ thấy dễ mà. Đó, nhìn con rồi. Chính luôn. Cái này không được à, bớt được. Cái này là con Minion mà. Mẹ bóp hai cái này. Bóp con mắt ở trong này. Con không muốn vô thiên đường lắm thật mà. Có được rồi nè. Ha! Đây là Minion mà đúng không? À. Rồi cho mắt cánh giữa đúng không? Thì đúng rồi. Nghĩ lên xà tâm đi. Nói cho mẹ mọi người. Đây là cái con mini ảnh. Mini ảnh heo. Hay đeo mắt kính lắm á. Nó bị chọc lóc cái đầu. Nó chọc lóc cái đầu. Rồi con mắt thi đời. Con đậu con bay. Xong. Cái miệng, con làm cái miệng đi. Cái miệng bóp rồi nó trước đây, nó bỏ đâu được. Cái bóp mà luôn á hả, kìa. Sao mình bóp lại thấy nhẹ mà. Làm cái miệng. Trời ơi. Chị mới chiếc luôn cái miệng rồi. Này con giúp mẹ đi. Không. Cái miệng của Lan này dính quá à. Cái miệng. Cái kỳ nha. Ngon chị. Ngon. Em ăn thử miếng đi. Có chưa?
Trời. Rồi thôi, coi như hoàn thành đi Dân Anh nè. Thôi mà, con chưa là xong cái câu mini hình ra. Đúng á. Mini hình xấu quá. Mini hình xấu xí. Mini nè, cái này nó bớt nữa. Kem. Ôi, không la như vậy. Này hả? Kem. Bảo Nam. Kem với. Con để em làm đi. Để em làm với. Rồi thôi tạm biệt các bạn đi. Thôi tạm biệt. Được rồi đó con. Rồi như vậy là mình đã làm xong một cái bánh ti. Vân Anh cắn thử miếng đi Vân Anh. Cho mấy bạn. Ôi mà em đang làm. Đừng. Thì anh. Ok. Rồi thôi Vân Anh cầm con cái bánh lên ăn thử coi ngon. Cho mấy bạn biết là cái mùi vị nó như thế nào đi. Cho con vào một tí nữa. Xong rồi. Xong cái con mini ạ. Thôi anh với em làm một cái thưởng thức luôn đi. À, nguyên cái bánh bự trắng luôn đấy. À. Ghê. Ghê quá à. Sao ngon không? Ngon. Ngon. Tự ăn tự khen. Chỉ có cookie Vân Anh. Đem làm nha. Đem vào thử. Ăn đi. Ngon. Anh ăn nguyên cái luôn nha. Rồi. Nói chung là bây giờ sao? Nói kết đi. Mày ăn quá. Rồi kết thúc. Nha. Vâng anh. Chào tạm biệt các bạn đi. Mặc dù mình đã cố gắng. Mặc dù mình đã cố gắng. Mình đã cố gắng để làm cho nó thật đẹp nhưng mà nó làm sao? Nói đi. Ây. Mặc dù mình đã cố gắng chưa? Đúng. Rồi. Mình sẽ làm một con mini hình cầu vồng. Nữa hả? Dạ.